Alo, xin chào tất cả các bạn. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái màn thử thách, đó chính là màn tiêu diệt qua đầu loa, gọi là con sa đẻ hét nhọn nhé, quỷ đầu loa SV689. Thì là bây giờ mình đang cầm trong tay một cái khẩu sniper. Cái khẩu này là khẩu súng ngắm và mình vừa ui ui từ nó hút mình lại đấy các bạn ạ. Từ từ trốn. What the hell các bạn, vãi trưởng ạ. Nó hút mình vào rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tỉnh nó. Từ từ anh em chạy cái đã anh em ạ, chạy. Bởi vì ấy, cái con quái vật kia nó là con megaphone, nó hút mình vào được, nó là mẹ đẻ của quỷ đầu loa. Wow, nó lại hút mình vào rồi. Holy shit, từ bây giờ mình phải giải vây thôi anh em ạ. Đây, mày chết thì con mày ra đây. Ủa, nó hút mình vào anh em ơi, không chạy rồi. Ui, từ chạy đây. Họ ok, chỗ này ổn rồi. Ui, từ mình núp sau thẳng đá này chắc được. Không sao đâu. Ok, được rồi anh em ạ. Như vậy là có cái thằng đá nó che cho mình rồi nha. Mình sẽ tìm nó. Wow. Ủa, nó hút mình rồi. Chứ nó vẫn nhìn thấy mình anh em ạ. Ủa, giờ biết ngay mà lại hút mình vào. Chạy anh em, chạy. Chạy xa xa một tí. Ủa, nó lại hút. Té nhanh. Rồi, ok. Chạy xa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ rút khẩu sniper ra. Đây. Bây giờ mình sẽ bắn nó nha. Đó. Mày chết con. 1 viên. 2 viên. 3 viên. Không chết. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái khẩu gọi là khẩu tên lửa mình ra nha các bạn. Đây. Ok, tên lửa này có tên là 148 Javelin nha. Nó là một hệ thống tên lửa gọi đất đối không và không đối đất, và nó bắt mục tiêu được. Ok, mục tiêu đã bị khóa, khai hỏa. Biu. Rồi ok các bạn, một quả tên lửa nó bay đi. Wow, chúng rồi anh em ạ. Mình mới đầu mình tưởng là cái quả tên lửa này của mình phải bay lên trời cơ, nhưng không, như tại sao lại bay ngang ở đấy nhỉ? Bắn lại nhá. Rồi, một quả tên lửa đã xuất kích. Nổ được các bạn ơi, yeah, nạp đạn nặng thêm một lần nữa. Và bây giờ mình sẽ khai hỏa nó nha. Đây. Rồi, nó đang gần hết máu rồi các bạn ạ. Rồi, cái quả tên lửa đang bay lên rồi. Hình như là nó bay lên trời thì nó cái lực sát thương nó sẽ mạnh hơn các bạn nhé. Ok, nó sắp đi rồi các bạn ạ, nhưng mà tên lửa của mình hết rồi, mình chỉ còn có 2 quả tên lửa thôi. Boom, yeah, nó đi rồi các bạn nhé. Còn 2 quả tên lửa thì mình sẽ tận dụng 2 quả tên lửa này để mình tỉnh nốt cái con quái vật xa này hết này. Nó sắp chết rồi nhé, con này chắc chỉ còn 1 quả thôi. Ôi, con mẹ quỷ đầu loa kìa. Ok, nó chết rồi anh em nhé. Nạp đạn lại và bắn. Ui, lì chết. Chưa, nó hút mình vào. Mày chết này con. Mày chết này. Nào, ra đây. Mày ra đây con. Ủa, nó nâng mình lên các bạn ạ. Ủa, nó đến rồi. Ủa, nó đạp mình các bạn ơi. Nó đá mình ra xa này. Ủa, hút. Chạy, trốn rồi, núp. Vãi trưởng ạ, không núp được nó nha các bạn nhé. Từ anh em từ từ. Họ. Hỏng rồi. Đối mặt với nó luôn. À, mày nào vào đây, mày vào đây. Ui, mình sẽ đập nó các bạn ơi. Ôi, chạy anh em ơi. Chạy, ui, nó đá bây giờ đây rồi. Ai ui, à, đau thế. Rồi, ok. Mình tránh được cái luồng, cái luồng sóng xung kích của nó rồi. Cái sóng xung kích của nó không thể nào nó hút được mình vào nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ có cái thời gian để mình triển khai một cái hệ thống súng khác nhé các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ lấy khẩu M4A1. Ủa, nó đâu ta? Ủa, cái sóng của nó. Ủa ơi, vai trưởng ạ, à, nó hút mình vào ở đây này. Holy shit. Nó độ thổ dưới đất các bạn ạ. Hỏng rồi. Không ổn rồi. Con này khỏe lắm. Mày chết thì con. Ủa ơi. Ô các bạn ơi, con này nó độ thổ dưới đất. Ủa ơi, holy shit, nó lại bay trên này rồi. Wow. Mình mới đâu là mình nhìn thấy nó ở kia mà. Con này biết được thổ các bạn ạ. Được, từ anh em từ. Hỏng rồi, không ổn. Từ bây giờ lấy một đây rồi. Mình sẽ lấy khẩu 6 lòng ra, khẩu minigun ra để mình tỉnh nó nha các bạn nhé. Mình sẽ tiêu đây rồi. Mày ra đây, đúng rồi, ra đây, đúng rồi. Ok lắm, đúng rồi, lên đây. Nào, ủa, lớn thì xin khoảng nó nhiều máu lắm anh em ạ. Wow. Đi rồi. Ủa, nó đá mình các bạn ạ, cũng vãi trưởng. Ủa, what the hell, cái dây gì đây? Vãi trưởng, ui nó đá. Ây, chạy. Mày.
rồi, không ổn rồi. Cái vũ khí này không thể tiêu diệt nó rồi anh em ơi. Cái lớp da của nó quá chắc chắn luôn. Nó lớp da chống đạn anh em ạ. Không ổn rồi. Từ từ nó trốn rồi, nó trốn rồi anh em nhé. Nó trốn rồi. What the hell? Đâu rồi? Để nó, nó độn thổ này anh em ơi. Ủa con này biết độn thổ các bạn ạ. Chết cái con. What the hell? Nó độn thổ gần như một nửa người luôn này. Hình như đất ở đấy hơi cứng, nó không độn thổ được nữa hay sao? Ủa ok mày, nó ra. Nó đang cố gắng độn thổ xuống này anh em này. Vãi chưởng ạ. Ok thì từ bây giờ mình sẽ lấy khẩu súng khác nha. Đây. Mình sẽ lấy khẩu này, mình tỉa nó. Hiện tại, ủa nó phát hiện ra mình rồi. Như vậy, what the hell, nó còn rất nhiều máu luôn anh em ạ. Tình hình súng nó không ổn rồi anh em ơi. Nó đang cố gắng độn thổ để tiêu diệt, chạy. Bây giờ mình sẽ triệu hồi xe tăng ra nhá. Từ từ chạy đá các bạn ơi, chạy. Rồi, ok. Triệu hồi xe tăng. Mình nghĩ đấy, bây giờ chỉ có xe tăng mới là tỉn ở nó thôi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi xe tăng, đó chính là xe tăng A2 nhé, M1A2 các bạn nhé. Ok, lên. Let's go. Ok. Rồi. Mình có con xe tăng là yểm trợ rồi, cho nên là mình không sợ bị nó hút nữa rồi anh em ạ. Lên anh em. À đây rồi, nó đây là mình sẽ gặp bắn nó nhá. Thì nó núp sau hàng cây kìa. Đây. Một viên. Không trúng thì sao ấy. Đi. Di chuyển. Ok, lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình tỉnh nó. Đây rồi. What the hell. Mày chết rồi con. Đúng rồi anh em, đúng rồi. Mình đang tỉa đạn của người nó nha các bạn nhé. Sấy đạn. Như vậy là cái lòng súng nó quá nóng rồi, nó bắn chậm quá. Từ ngắm bắn vào đầu nó nhé. Không bắn được anh em ạ. Hết cần số rồi. Được. Không ổn rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Mày chết. Áp sát luôn nha các bạn. Đây rồi, mình sẽ cẩu lên đầu nó. Mình nghĩ là cái vị trí đầu này, cái bố loa này sẽ là cái điểm yếu của nó này. Không chết anh em ạ. Wow. Mày chết mày con. Bây giờ mình sẽ lấy cái xe tăng này mình đâm vào người nó. Ôi, chạy đi đâu này. Bây giờ mình sẽ điều khiển cỗ xe tăng này mình đâm vào người nó nha các bạn. Rồi, xe tăng bọc thép vào các bạn, không phải sợ đâu. Mày chết này. Nó đang bỏ chạy rồi, sao nó sợ mình rồi. Mình đang theo dõi nó, từng bước đi một luôn. Nó sợ mình rồi các bạn ơi. Mày chết. Ok các bạn, nó đang sợ mình các bạn ạ. Bây giờ mình đuổi theo nó nhé, mình sẽ tỉnh nó. Đây rồi. Mày chết này con. Nó đang bỏ chạy rồi các bạn ạ. Cẩn thận đấy, nó sinh ra bỏ sai này hết là chết mình đấy các bạn ơi. Trong bụng của nó đang là phôi thai của sai này hết. Mỗi lần nó bị yếu máu đi nó sẽ đẻ ra bỏ sai này hết nhé bạn nhé. What the hell? Mày chết thì con. Nào mày ra đây, mày ra đây. Không được để cho nó đẻ trứng. Wow, con này to vãi hàng luôn ơi. Nhưng mà con này vẫn là con nhỏ nha các bạn nhá. Có con còn to hơn cơ, con này vẫn chưa là gì đâu. Nó sợ mình rồi. Nó đang bị yêu máu, từ. What the hell? Không chết, từ. Anh em, từ anh em. Holy shit. Nó thấy mình ra sai tăng phát rồi, nó tấn công mình luôn này. Các bạn thấy kinh không? Nó biết đấy, nó biết hết đấy. Ủa. Nó dẫm mình này các bạn này. Nào mày ra đây, Ok, mày ra đây. Nó đang thấy máu rồi, nó còn nửa máu thôi. Nó hút đi vào rồi. Ủa nó bay lên kìa anh em. Ủa nó bay lên trời. What the hell. Chai. Từ, triệu hồi xe tăng. Nhanh, mình phải chui trong xe tăng các bạn ơi. Ok, đâu ta. Đây. Rồi, ok, được rồi anh em. Được rồi, nó không thể hút được mình vào nữa rồi. Cái sóng xung kích. Ui, các bạn thấy không? Nó hút cái hồn của mình vào hay sao ấy? Sợ vãi hàng ạ. Từ. Mày chết cái con. Ôi chết rồi. Nó triệu. Ôi bọn Siren Head rồi anh em ơi. Nó đẻ ra Siren Head rồi các bạn ạ. Vãi trưởng ạ. Bây giờ thì phức tạp rồi. Bây giờ thì rất là phức tạp luôn. Từ. Hóa xe tăng ra đã. Trèo lên con xe tăng này. Các bạn ơi thì là xe tăng này mình có thể chống lại được con Megaphone. Nhưng mà đối với cả Siren Head thì mình không chống được nha. Bởi vì Siren Head nó đánh chủ yếu bằng tay. Cho nên ấy là nó sẽ sử dụng tay để nó móc mình ra.
cho nên mình ở mình ngồi trong xe tăng mình không thể an toàn được, cho nên mình phải tấn công nó thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cỗ máy xe tăng này, cục sắt thép này các bạn ạ, con chiến mã này để đi triệt hạ bọn săn này hết. Rồi, bây giờ là cái bọn quỷ nhỏ, quỷ đầu loa nhỏ nó đã được sinh ra rồi, và cái sức mạnh của nó bây giờ được tăng lên, cho nên là chúng ta phải bắn nó ở khoảng cách xa thôi. Nếu chúng ta cận chiến với nó là chúng ta sẽ nghèo ngay lập tức, nó sẽ cho chúng ta đi đời ngay các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ mình đang tìm kiếm bọn săn hết, bây giờ không thấy nó đang ở đâu này, nó đang núp đâu rồi các bạn ạ. Nó đang núp ở đâu rồi, không phát hiện ra đây, cái đường hầm này được chặn rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên cái ngọn đồi kia nha. Ok, từ con xe tăng này mình hơi phế thì rồi, leo lên ngọn đồi này để mình quan sát dễ hơn nha các bạn. Nên không hiểu là con xe tăng này của mình có lên được hay không các bạn ạ. Mình sợ nó phế quá, nó không thể leo được dốc nữa rồi các bạn ạ. Ủa lì xít, rồi chết máy luôn, đang bị trôi dốc. Rồi ok các bạn, nó chết máy luôn rồi, bây giờ mình sẽ đi bộ nhá. Khi nào xuất hiện xa để hết thì mình đã lầm, mình mới triệu hồi một con xe tăng khác. Ok các bạn, à đây, nó kia rồi nhé. Mình phải tiêu diệt cái con mẹ đẻ trước. Phải tiêu diệt con mẹ đẻ quỷ đầu loa trước, bởi vì mình sợ ấy, nó sẽ tiếp tục đẻ ra những đứa con. Bởi vì khi nó suy yếu thì là nó sẽ đẻ ra đứa con các bạn nhé. Đặc tính của con Megaphone đó chính là mẹ đẻ quỷ đầu loa. Khi nào mà nó cảm thấy nó bị gần hết máu, nó yếu rồi thì bắt đầu nó sản sinh cho bạn quỷ đầu loa để bảo vệ nó. Đây rồi, họ. Mày chết, ok các bạn. Mình đã tiêu diệt được con Megaphone rồi nha. Wow. Sau khi mình tiêu diệt con mẹ đẻ quỷ đầu loa thì lập tức bọn sai là hết con đã bị tiêu diệt luôn các bạn ạ, đã bị chết luôn rồi. Đúng không ta? Để mình kiểm tra xem nào. Đúng rồi anh em ạ, vừa nãy là mình thấy một con sai để hết luôn mình đứng ở đây này. Nhưng mà khi mà mình bắn tiêu diệt của con Megaphone ấy thì tất cả những con khác tự động nó sẽ bị tiêu diệt theo. Ok các bạn, như vậy là mình đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn xem clip này và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau nha. Ok các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái ủng hộ mình nha. Và thêm một lần nữa các bạn ấn vào chuông ấy thì để khi mình đăng video lên thì bạn sẽ nhận được thông tin video của mình. Ok bye bye, yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.